qua nhà nữa hết trơn lắm cả nhà ơi, đang làm nhân thao không à. Cái này là của Đài Loan nha, của quà trắng, quảng cáo luôn. Cái này là của Việt Nam, của quà xanh. Này là toàn là thợ nấu mà không nghe cả nhà. Quá ngon luôn, bữa nay hai nồi luôn nha cả nhà ơi. Đúng rồi, hai nồi. Đây cái này chưa làm xong nữa nè, đỏ đây chưa. Việt Nam mình ăn ha. Hello. Lại cái này là cái chỗ này nó hơi bị quen cả nhà. Cái chỗ này của mình cũng quen mấy lần rồi nhưng mà hơi quá quen luôn. Thì mời cả nhà cùng nấu đồ ăn, ăn cơm với mấy chị em mình nghe. Đây đây là người mẫu Việt Nam đó. Mình đứng kế bên xong mình mới cỡ cái rồi. Này là hủ qua Việt Nam chứ không phải là hủ qua Đài Loan nha. Ủa hủ qua Việt Nam mà cũng bự vậy hả em? Ừ. Sao mà nó bự vậy? Giống tốt chị. Ờ giống tốt ha, nó qua đây chứ cũng lây Đài Loan luôn bởi vì giống nó tốt. Nó phân của Mỹ. Ừ đúng rồi. Cái này là giờ mà Đài Loan mà tới phân của Mỹ luôn là biết tới cỡ nào. Cái nào nó muốn luôn nó lục gì nè. Nè con đưa lại gần cái coi. Uống tới cỡ nào. Cỡ này. Nó nguyên trái luôn. Cắt ra làm hai rồi. Đó. Ý là cắt ra làm hai mà nó bự như vậy đó. Cái này là củ qua dùng thịt nha cả nhà. Không tốt đâu, chứ giống Việt Nam tốt lắm nha. Ừ. Giống Việt Nam mà tưới phân của Đài Loan. Hàng Việt Nam chất lượng cao đó cả nhà. Quảng cáo thôi thì kìa. Mốt người ta bỏ bỏ ăn của Đài Loan, ta lấy còn Việt Nam ăn không? Bữa nay là lại nhà chị em mình lại họp mặt ăn uống nữa rồi cả nhà. Đây là mất tích đâu nửa năm rồi. Mất tích đó nửa năm. Cái này là làm cái thịt nguội nha, chả nguội. Ở miền Tây mình kêu chả nguội. Vậy hả? Kêu chả lạnh. Hello. Chả lạnh. Hello Cẩm. Ồ ai vô trong đây cũng đẹp gái lắm như bộ. Cái máy bây giờ nó trang điểm cho mình sẵn rồi. Vậy hả? Không mà cưng cũng đẹp sẵn, dễ thương. Dạ dạ. Ngày mai mới ăn được. Cái này làm thôi chứ không có được ăn. Cái món chả nguội này là chỉ biết làm thôi chứ không có được ăn nè. Muốn ăn là ngày mai mới ăn được nha. Ngày mai sao ăn? Ừ, ngày mai này là chắc tự ăn quá. Không thôi là phải phát từ nhà chứ sao ta ăn. Vậy cái này ngày mai phải ra ca sớm thì phát. Ừ. Đem về để thủ lạnh tự biên à. Mình bỏ vô cái chai đó mình mua về ăn phải không? Ừ, đem chả, về thì chả nguội giống mà người ta làm cái Nghi điện. Cái gì, tiên nguyên gì kìa. Em gái vậy em. Vậy hả? Còn cái món này là món củ qua cả nhà. Alo. Alo. Đang bận, có gì không? Em mình đang làm cái hủ qua dùng thịt nha cả nhà. Dùng thịt để đũa vô vậy á, nhìn nó dẻ không nó ngon nha. Đó. Nên là nấu đồ ăn giỏi dữ lắm luôn, biết nấu mà không có ăn. Còn ta ăn không? Cho người khác ăn không à. Làm như là ăn hiếp bả dữ lắm vậy đó. Rồi đây món tắm. Ở trên cái mặt nó không có bị lồi thịt ra nha. Vậy hả? Cái này là bí quyết đó nghe cả nhà. Đó, đẹp chưa? Đó, đẹp. Nhìn thấy hấp dẫn chưa? Cá luôn là nhìn nó dẻo nha. Nó cái này là cái chả cá Thác Lát với thịt quảng cáo luôn rồi trời. Heo. Đây. Để lên cái nước mắm này để lên mặt á. Cho nó đừng nó dẻ, không có lòi thịt ra. Đó. Nó đẹp mà. Wow, rất là ngon luôn. Cái này là rồi. Ôi vô sao mình đứng đến giữa mình bất cỡ vậy. Cái này là hai người này đang nhồi thịt hủ qua cả nhà. Không để bên đây luôn hai để riêng hả? Ừ, quá để nó cái thau nó nhỏ quá mình. Và để cái thau nó riêng ra đi, để cái thau này lên đi chị. Mình ở nhà là mình nấu ăn thôi, ở ngoài là mình ăn
khớp bởi vậy. Ai nấu cho mình ăn chứ mình không có nấu gì cả nhà. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Bữa nay mấy chị em mình ngày nghỉ mới được họp mặt, ai cũng hơi bị lâu rồi nha. Lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi mới gặp đó. Mấy tháng rồi. Cái gì mấy tháng vậy mày? Mấy tháng rồi. Gần nửa năm rồi đó chị. Ủa, ở đâu mua sim trẻ tới giờ đó? Vậy hả? Hèn chi. Cái chị nó lớn luôn rồi chị mày. Ờ, đợt này hơi bị lâu rồi nghe. Nhớ mà mong mốt mình phải cũng đủ đây. Ờ. Để lâu không, quá. Không có được lâu quá, muốn tao quên hết thì sao quên mặt hết. Mà giỏi bao nói tính năm báo tiền rồi đó. Báo tiền người. Ờ, năm báo tiền người rồi đó. Mày thất lạc hết trơn. Mình báo như vậy. Lâu rồi, chuyến này lâu rồi. Chuyến này hơi bị lâu rồi nghe. Mới mốt mấy mình đi ai cũng bận. Đi sĩ nhiều phố con mọi người. Mốt mấy mình đi ra ngoài nha. Phải nói trước với mình. Cho hai người đẹp mà mình chỉ xem thôi chứ mình không có nấu không có nữa. Lại đây chị, chị để em bắt nước con được lên sẵn cho mình ăn. Ơi ừ, tôi nấu sẵn cho mình ăn. Cái này là hủ qua nè. Cái này hủ qua Việt Nam nha cả nhà ơi. Hủ qua kia đâu rồi? Hủ qua kia đây nè. Cái coi, cái coi. Ừ, cái này cái này đâu có đẹp không? Nè nè. Cái nào đẹp nè, lớn một chung thao luôn nè, nhà đang nhà nó đang lắm cả nhà ơi, đang là nguyên thao không nè. Cái này là của Đài Loan nha, của quà trắng, quảng cáo luôn, cái này là của Việt Nam, của quà xanh, này là toàn là thợ nấu không nha cả nhà, quá ngon luôn, bữa nay hai nồi luôn nha cả nhà ơi, đây cái này chưa làm xong nữa nè, đỏ đây chưa, tính mua về nấu có 5 người ăn rồi mà cái này không biết bao nhiêu người, chắc 15 người, cái này làm cả đội công ty ăn mà. Không, không, trời ăn không hết mình là xin miếng đem về ăn. Trước khi mình làm mình đã rửa tay sạch nha cả nhà ơi, đừng hiểu lầm nha. Mama là con mèo. À, sao chứ? Mình sẽ kế tạo. Tại sao chào ai vậy? Bán mì khô xăm xí hào của Hào, kênh mì tối hiểu em. Sao hả? Hào của Hào. Dạ, cảm ơn. Nó phần nó con. Mà bỏ đến cái thằng đó. Trời ơi, không biết rồi. Không ơi. Không hiểu em biết. Con này, đi chơi kìa. Đi chơi kìa. Đi chơi kìa. Đi chơi kìa. Trời ơi. Trời ơi, thấy thương lắm luôn. Không biết con gái nhà ai mà mình thấy mình chưa nói mình thương. Hello, tay chưa biến. Trời ơi, hello, tay chưa biến. Chừng cũng chưa gọi chết. Cái nào ở đây mà nấu không hết là ngôi bốt. Chưa có thời bự nữa. Con đi chăn cái nồi lấy rồi lấy cái nồi hello hello cả nhà quên là nãy cái nồi nấu còn hello của tôi chuẩn biên chu ta cha xin đem lì bay thi em lì bay ý khoai chu ta cha lì bay thi em khoai lơ lì bay ý lì bay ý lì bay ý này giao chi sang thơ rồi hai cha cho lì bay lì bay sư thiên miệng giống cha cũng giống mẹ giống cái miệng của chồng cô giống dữ dằn cũng biết luôn giống nghĩa miệng giống cái miệng sợ giống cái cái còn dữ nữa bà. Bây giờ là bỏ củ qua vô nha cả nhà, nóng lên rồi là ba điều vậy ăn ngồi dưới đất hả, ăn ngồi sau này luôn đi ha, ngồi dưới đất lên trước thôi ha. Nước nóng lên nên là phải làm giá để vô cho để tay phỏng tay á. Nước sôi lên mới bỏ vô phải không? Nước vừa nóng để vô cũng được rồi chứ không cần phải sôi. Tại vì mình nước vừa nóng là nó có thể là cái mặt này nè nó sẽ cứng lại, nó không bị gỡ ra. Nó lỏng như bây giờ nè. Thì mấy hơi nè, có lại. Cái màu xanh nữa mà cái này là cái hoa Việt Nam mình ha. Mở lửa lớn lên đi. Chưa có sư diên ảnh được khổ qua. Chưa có diên ảnh được khổ qua. Chưa có bãi sơ sư Thái Quan được khổ qua. Số gì dáng trọng của Giang hả? Bên sân tôi sư lẻ cơ của cha. Thái
台湾的是比较清淡一点，我们越南是比较口味比较重一点，所以两个口味也有不一样啊。你睇佢脑脑谂住啦，薄唔好食啦。这个锅子太小了，那怎么办呢？就要变大哦。好梗，好梗，好肥的。哎呀，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 trời ơi, cái này thợ nấu hay quá, phải coi điện thoại mới biết nấu cả nhà ơi, không coi điện thoại không biết nấu. Câu rồi quên rồi, phải coi lại. Nước mắm nữa. Ơi, hơi bị nhiều quá nghe, mặn không đó? Em luộc không à, không có muối. Vậy hả? Ừ. Cái này bây giờ thì làm cái xào, làm cái thịt nguội. Đó, cái tỏi là phải sấy cho nó thơm lên cả nhà. Làm chả lạnh nha. Làm chả lạnh. Chào cả nhà. Chào chị. Chào chị mà nhìn vô cái chảo rồi. Rồi bỏ vô được rồi đó. Đó, thịt nguội bỏ vô. Cái này là luộc tay heo, cái chua ổ to kinh chua thổ mà. Chua thổ thị. Cái chua to, chua to, thấy ở sau này chua, rồi, cái đùi, cái rô thủy, có cái giá thủy là, giá thủy. Hấp dẫn lắm chứ bộ. Lần đầu tiên em làm á. Nó này là lần đầu tiên làm luôn mà quan trọng là không biết ăn có ngon hay không thôi. Cái này là thử. Xào là vừa chín tới chứ không được vừa chín nha. Vừa chín tới là năm căng. Xào căng, xào căng hào cho hào lên có dâu thai xào. Ta cay ta sữa bùa ta ơi sữa phân. Rồi. Thịt mẹ có xào trước không? Không, em xào chung luôn. Cái da nó gan nhựa. Nó mình thịt nạc của mình á, còn mấy cái này thì không có được chín quá. Vì bán thịt heo, vì bán thịt gà mà. Bán thịt gà nhưng mà cũng biết nấu thịt heo. Gà bữa nay cho ăn thịt heo. Bán thịt gà mà cũng gạch thịt heo lắm chứ bộ. Nè vô chảo đi rồi hả? Trời ơi, này là chơi bằng tay không nghe, cả nhà Việt Nam mình là chơi bằng tay thôi mà tay sạch chứ không phải là tay dơ. Cái này là bỏ nấm mèo vô xào một chút nữa chín là ok nữa nha cả nhà. Thịt mẹ nó hơi vàng nữa. Cái này bỏ thêm củ cải nữa nó mới ngon cả nhà. Ờ đúng rồi, xào cho nó chín. Từ mới mở bếp lên chín thời gian 22 phút hả? Thôi, các bạn thấy mà làm mà tới điện thoại để cái bên mới biết làm chứ đâu có biết làm. Thợ này là thợ hay này nghe. Cái này là bỏ vô miếng tiêu nữa mới ngon cả nhà. Hột tiêu nha, nãy là tiêu mực nha. Cái này là hột tiêu nha cả nhà. Để cho mình coi. Nha, cái này hột nha. Trước khi bỏ vô là phải gan trước nha, gan nó mới thơm nha. Thơm quá. Hào xiên rồi. Rồi, hẳn hào xưa. Sĩ sẵn giao sư mà. Thái mẹ hả? Thái mẹ hào là. Ra nhựa rồi đó, được rồi. Nó tắt được rồi, để nguội mới nhét chưa? Để nguội mới nhét. Ok. Cái nhà thấy là nó có hột tiêu hột nè, có núm mèo nè. Cái hộn lỡ bỏ. Cái này bỏ vô miếng bột niêm cả nhà. Quay trên hả? Quay trên phân y tiện. Lấy đường vô nó ăn, tại hôm qua đúng là nó cũng
phải đắng luôn nè, nhưng mà mình phải để được. Rửa tôi rửa chờ quay lại rửa tiếp. Đủ phụ coi đi, nó cháy điện thẳng. Hôm nay vô quay ra hẳn phụ. Cha thẳng ra suy nghĩ ra nó cờ phụ cho hay gì đấy. Cho hay phụ hay nó mặc phụ. Thôi chị cháy điện ba rồi. Nó phải dặn cái kèo muối rồi. Cháy điện ba rồi, cái muối này cả nhà ơi. Một nem cũng phải để muối lại một nem đó. Chưa có đủ mặt nữa nha. Cuối cùng mình mới để nước mắm để nước mắm để dặn xuống nó ngon hơn. Có hủng hoa xong nữa rồi nha. Mình để miếng nước mắm vô nha. Bỏ cái nước mắm nè. Nước mắm là cái bỏ lần cuối cùng đó cả nhà. Là gần chín rồi mới bỏ vô ha cưng. Rồi ok. Xong rồi đó nha. Xong miếng hành nữa nha cả nhà. Hành ăn nó thơm nha. Có bỏ tiêu luôn. Không, tại vì tiêu là để trong cái nơi rồi. Tiêu với hành cũng để trong chân rồi. Nhưng mà để hành ở bên ngoài là tiêu nó thơm với nước thơm nữa. Nước có đậm đà hơn. Cái này đè xuống cho nó chắc nha cả nhà. Cái này á đè xuống mà cho nó dẻ lại đó, ý là cho nó dẻ lại đó. Không, lấy cái kia, lấy cái gì, lấy cái đồ đập tỏi hay đập gì á đè xuống. Đập bể cái chén luôn. Ai đập như là đè xuống không? Đè xuống. Đè xuống. Một nồi thịt mà làm có một dây này là sạch luôn á. Đè vậy để cho ra cái nước, lấy cái nước rồi mình bỏ luôn nha. Ồ, vậy hả? Cái nước ở trên đây là bỏ luôn cả nhà. Không có ăn nước. Đây cho nó ráo nó mới dẻ lại ha. Cái nước ở trong chén là lấy ra bỏ nha cả nhà. Bỏ nha. Chị Nhi nhìn em cái chị Nhi. Chào cả nhà cái chị. Hello cái coi. Chị mình bữa nay lại trễ ăn cả nhà. Chị mắc bán bây giờ chị mới rảnh lại ha. Chị quy tha cho Sương Y là mấy ổ con. Xem giai xảy lại. Cái này là cái hủ qua bạn mình nấu chín rồi nha cả nhà. Hủ qua của Việt Nam nha. À, ăn thử đi. Mà cả nhà ăn nha. Cái ngăn này cục cộng để không chịu. Rất là ngon. Đem lên lẩu. Nha cái nhân nha. Thôi ăn nấu ngon vậy. Quá tuyệt vời. Đây, ngon không chị? Ngon. Quá tuyệt vời. Rất là ngon nha. Nhân là vừa ăn luôn. Còn đó là hủ qua là cái vỏ bên ngoài này mềm. Ăn nó mới ngon nha. Rồi tuyệt vời. Quá tuyệt. Thì cái bữa nay là bạn mình á cả nhà chia sẻ cái nước luôn nha. Chia sẻ cái món hủ qua. Còn này chăm nước mắm còn ngon nữa này. Ờ đúng rồi, chăm nước mắm nó ngon. Là giờ nào là tự nấu là cái này là cái món này là ăn đồ Việt Nam của mình nha các bạn. Rất là ngon luôn. Thì cái clip của Hiền mà chia sẻ cái đồ Việt Nam á đến đây cũng kết thúc rồi hen. Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã xem hết cái clip của Hiền. Thì bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ Hiền nha. Bye bye cả nhà đi. Hai người đẹp. Bye bye. Hẹn cả nhà lần sau. Bye bye.